Bắc Hà Xù Trắng ngày hôm nay. Yêu. Rất là xinh luôn. Mẹ, chó mẹ và ba con. Chó mẹ và ba chó con Bắc Hà Xù Trắng. Kia là chó bố. Hôm nay thì cỏ nó cao quá rồi cho nên là phải rải để cho chó con nó dễ đi lại. Bố mẹ và ba con. Trời, tìm mẹ xin ti. Mọi người thấy cuốn con nó yêu à? Mồm to. Đó. Cái màu lông của con là nó màu lông sạch, nó trắng bóc ấy. Thôi sậy lượn ra kia để cho mẹ con nó chăm nhau đi. Nô phởn nhưng mà không dẫm vào cho con đâu. Đi vào trong cái thảm kia đi. Bông. Vào trong thảm đi. Để xem là nó có vào không. Vào trong thảm. Cho con bám riết để xin ti. Lại đu rồi. Đây. Mẹ lại đứng yên cho con ti rồi đấy. Con kêu nhiều kia là nó bé hơn. Rất là ngoan. Rất là yêu luôn. Rất là yêu luôn. Rồi nên đây mà đứng cho nó ấy chứ đi bò ra đây làm gì. Vào đây, đứng vào đấy. Đi lại có phải nó nhàn không? Đó. Chó con chó trắng Bắc Hà. Chó
cho mẹ vệ sinh xong lại vào với con. Ba con nhóc con. Mẹ đi đâu là con bám đấy. Ok. Bà cho con đó. Mọi người chọn con nào? Con bé nhất này là con cái. Hai con đực. Hai con to là hai con đực. Con bé nhất này là con cái. Đi vào đây thôi. Ừ. Vào đây. Vào đây. Ừ. Thôi mẹ ra chơi đi, để cho chúng nó chơi, tự chơi ở đây đi. Cho con trắng Bắc Hà. Xinh không? Cực kỳ xinh luôn. Được này. Được này. Được này. Cái này. Rất là xinh luôn. Wow, xinh quá. Xinh quá. Gặm ha. Mọi người mà ưng đứa nào thì liên hệ qua điện thoại Zalo trại nhé.